Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 9 tháng 2, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Châu Đốc tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023. Đến dự có đồng chí Nguyễn Tiết Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh, đồng chí Lâm Quang Thi, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Châu Đốc, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đồng chí thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phường xã, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố, lãnh đạo các địa phương, đại diện các đơn vị nhận quân, cùng 116 tân binh, những thanh niên ưu tú được tuyển chọn lên đường nhập ngũ và đông đảo các tầng lớp nhân dân, người thân trong gia đình và bạn bè của các tân binh. Thời gian qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thành phố Châu Đốc đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai thực hiện luật nghĩa vụ quân sự, bảo đảm được sự công bằng, dân chủ cho các công dân lên đường nhập ngũ. Trong đợt giao quân năm 2023, thành phố Châu Đốc có 116 thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, có 40 tân binh tham gia nghĩa vụ quân sự tại Trung đoàn BB892 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 45 tân binh sẽ tham gia nghĩa vụ tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và 31 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân. Với phương châm tuyển người nào chắc người đó, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Châu Đốc đã thực hiện tròn khâu từ việc thâm nhập, phúc tra nguồn sẵn sàng nhập ngũ đến tổ chức sơ tuyển, khám tuyển, chốt quân số và phát lệnh gọi nhập ngũ, do đó góp phần nâng cao chất lượng thanh niên nhập ngũ trên địa bàn, đặc biệt về độ tuổi, sức khỏe và trình độ học vấn. Công tác giao nhận quân diễn ra long trọng, đúng thời gian, đảm bảo, nhanh, gọn, đủ chỉ tiêu, tiết kiệm và an toàn, 100% thanh niên phấn khởi, tự tin lên đường tòng quân theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Phát biểu tại buổi lễ giao nhận quân, đồng chí Lâm Quang Thi, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Châu Đốc đã động viên và mong muốn các tân binh cần phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, truyền thống anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Để tiếp tục phát huy truyền thống của dân tộc, quân đội, công an nhân dân thuộc lực lượng vũ trang thành phố Châu Đốc anh hùng, tuổi trẻ thành phố phải tiếp bước cha anh hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc. Mãi mãi xứng đáng với truyền thống của quê hương Châu Đốc anh hùng, công dân thành phố Châu Đốc phải biết tự hào, giữ gìn và vận dụng phát triển sáng tạo những di sản quý báu đó vào trong điều kiện mới, để nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng quân đội, công an ngày càng hùng mạnh, theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, tiến lên hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong bất kỳ tình huống, hoàn cảnh nào. Các công dân chuẩn bị lên đường nhập ngũ thân mến. Sinh thời, Bác Hồ kính yêu đã từng dạy các thế hệ trẻ thanh niên rằng không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Do vậy, các bạn lớp trẻ là lực lượng đông đảo, đầy năng động và sáng tạo, được kế thừa sự nghiệp của bao thế hệ cha anh đi trước, là người chủ hiện tại và quyết định tương lai của đất nước. Trong buổi lễ giao nhận quân hôm nay, các bạn là những công dân ưu tú trong thành phố chúng ta hội tụ về đây. Ngay từ lúc này, các bạn trẻ đã trở thành những người chiến sĩ cách mạng trong hàng ngũ quân đội, công an nhân dân Việt Nam anh hùng. Trong môi trường mới, các bạn sẽ được nhà trường quân đội, công an và chỉ huy các cấp dìu dắt, giáo dục rèn luyện về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Vì thế, trước lúc lên đường, thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và quân dân thành phố Châu Đốc, tôi mong muốn mỗi công dân thành phố Châu Đốc chúng ta phải xác định tốt yêu cầu nhiệm vụ trước mắt, cơ bản và lâu dài, đó là: 1. Phải giữ vững lập trường chính trị, an tâm, tư tưởng, phục vụ trong quân đội, công an đến hết hạn nhập ngũ. Nếu có điều kiện, từng công dân phấn đấu trở thành sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, phục vụ lâu dài trong quân đội và công an nhân dân. 2. Đối với tổ chức, đồng chí, đồng đội và nhân dân, luôn trung thực, thẳng thắn, thật thà, không nói sai sự thật, không giấu giếm khuyết điểm, không tính toán cá nhân hơn thiệt hoặc vì lợi ích của cá nhân mà làm mất đi tính chân tình với tổ chức, với đồng chí, đồng đội. 3.
Đối với kẻ thù phải luôn bản lĩnh, tỉnh táo, cảnh giác, có những hình thức, phương pháp, mưu trí, dũng cảm, xử lý linh hoạt, khôn khéo, kiên quyết đấu tranh đến cùng và có thể sẵn sàng hy sinh để bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân. 4. Tuyệt đối tin tưởng và trung thành vào sự nghiệp cách mạng của đảng, của nhân dân, của dân tộc, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong bất cứ tình huống nào. 5. Đối với cấp ủy, chính quyền các cấp, tôi yêu cầu tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống cho nhân dân thành phố nói chung, các gia đình có con em lên đường làm nhiệm vụ nói riêng, luôn ổn định và phát triển. Cuối cùng, thay mặt cho Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc, tôi nhiệt liệt biểu dương tinh thần tự nguyện, xung kích của các công dân hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo và đại diện lãnh đạo các ban ngành, thành phố đã tặng hoa, quà cho tân binh và chúc các tân binh vững bước lên đường, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.